Xin được mến chào tất cả các bác. Hôm nay thì bên em tiếp tục review tới các bác một cái dòng đẩy khá là nhiều các bác đang săn tìm, một cái dòng đẩy của hãng BD Audio có những model 4.0, 5.0, 6.0. Thì với cái dòng này thì nó cũng khá là ít hàng, rất là nhiều các bác đang săn tìm nó thì cũng khá là hiếm, vì căn bản là với dòng này có những cái dòng vị lọc rất là chất lượng, đem lại cho các bác hát karaoke cũng như là nghe nhạc nó tiếng nó rất là sạch và tách bạch nhau. Thì hôm nay bên em về được vài chiếc thôi các bạn, vài chiếc thôi. Với những cái dòng BD Audio này thì nó như dòng Martin đó, thì nó có những cái vỉ lọc nâng lời để đẩy giải lời rất là tốt, để cho các bác hát cũng như là nghe nhạc nó tốt hơn. Khi mà hát thì các bác qua dưới vang thì đẩy lên giải lời cũng rất là tốt. Như các bác đang được thưởng thức thì em đang đánh trực tiếp đẩy ra loa ở một cái chất mộc của cái dòng đẩy BD Audio này, thể hiện ra luôn khi các bác được thẩm âm trực tiếp. Đây em đang xử lý một chiếc vang lấy tín hiệu thôi, và tiếp theo đó là cái tín hiệu sẽ ra đẩy luôn, chưa được xử lý qua lọc hoặc qua vang các bác nhé. Thì với dòng BD Audio này thì nó sẽ có 3 model, thứ nhất là 4.0, 5.0 và 6.0. Hiện tại thì bên em có cả 3 model các bác nhé. Hiện tại thì em đang review qua cho các bác thôi, còn hàng nó còn ở dưới kho cơ. Ở đây thì có một chiếc 6.0, 5.0 thì còn ở kho, có vài chiếc 6.0, vài chiếc 5.0. Khá là nhiều các bác chơi với cái dòng này, đặt cho nó một cái tên thương hiệu nó khá là đặc biệt, đó là nó châu bò, có nghĩa là cái độ ổn định nó rất là cao. Đó. Mà cái tiếng đem lại để các bác chơi nó cũng rất là chất lượng, mà giá thành nó cũng vừa phải, nó cũng không phải là với cái phân khúc đắt tiền quá. Đó. Đây, ví dụ như chiếc này thì em còn chưa thổi bụi các bác nhé, vừa mới tháo thôi. Hàng về cái vừa tháo lên để review luôn các bác, thông báo với các bác. Này nó còn khá là bẩn thì cái này chỉ việc thổi bằng máy thổi là ok thôi. Đây thì với dòng BD Audio này thì nó có những cái vỉ nâng lời nó rất là đặc trưng của cái dòng này các bác nhé. Đấy, lời rất là tốt và cái vỉ lọc tín hiệu đầu vào và đầu ra. Đó, các bác sẽ nhìn thấy luôn. Đó, các bác nhìn thấy chi tụ đấy ạ. Cũng như là các tụ gốm, tụ thường các bác nhé. Đó. Đó, rất là chi tiết, các bác nhìn ở dưới mới dần nhiều. Đó. Cho nên là nó đẩy ra cái tiếng rất là sắc nét. Đấy, ví dụ như chiếc này. Chiếc này cũng rất là sạch, đẹp. Lần này về thì lô này sản xuất 2014 các bác nhé. Đây chắc là trời trong phòng thì nó phòng hơi bụi như vậy. Đó, rất là bụi, khá là bụi. Với những cái phiên bản BD Audio này thì bên em rất là nhiều video trên kênh rồi. Đó, các bạn cũng có thể quan tâm và xem lại, hoặc là có thể kết bạn Zalo của bên em để bên em sẽ gửi link trực tiếp cho các bác quan tâm hơn với những cái dòng này. Độ bền nó rất là cao các bác nhé, vì những cái dòng này linh kiện nó rất là chất lượng. Giá thành chỉ hơn 3 triệu thôi, nhưng mà đem lại cái chất âm cho các bác chơi, nghe nhạc cũng như hát với tính mic lên rất là tốt. Những cái video sau thì em sẽ lên với những cái bộ karaoke khoảng tầm 10 đến 20 triệu nhé. 10 đến 12 triệu nhỉ? 10 đến 12 triệu để các bác cùng quan tâm với những cái bộ sản phẩm. Khi mà hát đi qua với chiếc đẩy BD Audio này thì tiếng nó ra như thế nào thì các bác quan tâm thì các bác đừng quên đăng ký kênh các bác nhé. Đăng ký kênh để nhận những cái video sau về bên em sẽ đăng tải.
Vâng, em cũng xin được kết thúc video. Em chỉ thông báo qua với các bác thôi. Với những cái dòng này thì bên em làm quá là nhiều rồi. Các bác nào mà đang chơi thì có thể comment bên dưới cái phần bình luận giúp em nhé, xem cái chất lượng như thế nào. Nhưng mà các bác nào mà nhận được hàng trước đây em làm thì đều ưng ý về những cái dòng này. Ok, em cũng xin được kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.